Chúa tài lộc con dâng văn ni, Thiên Chúa tài lộc anh linh chắc giáng ni đến chừng đây. Chúa tài lộc nơi nào ngã từ cầu hồ đi vào Chúa và xa chung thịnh vượng thế.
đến Chúa Bà. Giáng nghi chung Chúa cho thịnh vượng để ta lộc tài, còn ai mà khất nghi ngưỡng lại đơn sai. Chúa nghi cho mất hết lộc tài bệnh mạnh mang, nếu biết ra Bà đến kêu van. Lộc tài ân hoan,
ai ơi có biết trước về đây bát tay tiếp lộc nghi chuẩn bị xa cho đồng. Chúa đẹp như tớ tự trang đài ý nghĩ trên ngàn núi sáng xuống xuống ngồi đến đây mở đường nhân nghĩa ban ấm no cho mọi nhà, ai tâm thành Chúa sẽ trao, ai tâm thành sẽ trao cho người nhất tâm, trao cho người nhất tâm, cho buôn cho bán khắp nơi gần xa trần gian có biết Chúa là người tối lên. Chấm bông hoa đua nở đầy ngàn tay hái, đùi trên vai nặng trái chín thơm, rung rinh quẩy gành đầu non, rung rinh quẩy gành đầu non. Kỳ tài chú mới ban ra, bốn thứ người họp đem qua thì đêm nay ban đi cho tiền tôn mới đua dày, mong lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa. Thanh đồng nghỉ con kia sớm đi phụng thờ, 30 mùng 1 ngày 14 hôm giảm đề, 30 mùng 1 hôm giảm ngày 14. Dân an như quốc thịnh
muôn dân nơi nơi thờ phụng, sắc lệnh bát quốc mẫu Nam Bang Quảng Cai núi bạc núi vàng. Lộc vật xa nghi xưa xa khắp mi các cõi tiền, tháng riêng ngày 19 về thiên thượng Chúa giáng linh ban tài tiếp lộc cho muôn dân khắp hết gần xa, ai mà biết đến Chúa bà ý nghĩ. Vì đời, vì dân.
sinh vi thánh nghi tử vi thần nghi cung nghi phù bao trợ cõi trần xiết bao phép này biết nhiệm cơ màu. Thank you.
bài sai đố chiều lồm ngung lắng ngân lắng ai vốn dòng sơn trang đến tình mắng chúc mắng giang mắng che mắng lứa cơm nam trà được có phèn đốt đuốc lên rừng ý nhi à. Biển chân san soi trong Nam Biển soi để sơn trang soi trong Nam Biển soi về đến đây thành kỳ về kinh đô xoay cho non non nước quân của thiềm xuân đi sông đang ai sáng to xa gần đi xoay đường lục đạo chấm đốt ngôn vài xoay đường lục đạo chấm mi đốt muôn vài khúc đẹp chúa múa quỷ cũng xinh bạn đến đây phong cảnh hữu tình ý nghĩ à ơi à. Giang 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 người tiên nữ hôm nay về bạn đến chơi giang 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 người tiên nữ đang bay bay về thanh đồng con kia sớm phụng thờ 30 mùng một ngày 14 hôm giáp về 30 mùng một hôm giáp ngày 14
nước Việt Nam có ngàn đông lộ, coi Bắc thì có núi Tây Thiên, dõi truyền thiên hạ ức liền đi. Sơn Đình là nơi mi sở tài thấy một người khí khái khôn ngoan bộc phó cho phục nghị sự khói nhà đi. Suối giải oan giải khúc minh chân trường sinh, có nước đầy màu. Tây thiên tam đạo
chúa ngự cảnh thanh nhiệm màu nén nhang thơm thành kính quỳ lâu ý nghĩ. Đảo trên Tây Thiên ý nghĩa. Tích xưa tam ni đảo Tây Thiên, Hùng Vương nghi thánh quyền hoàng sa đại đình tam đảo quê nhà thank you.
bốn mùa, hoa quả dâng lên, bản tin nhi tấp nập ở đôi bên xa vào. Trước ngôi cao sầu sầu nét mặt chiếc gậy son, chúa đặt phía sau lá chầu xem bói quả cầu. Xanh xanh na, chúa ngồi đó lòng đầy suy nghĩ nhớ khi xưa thái tổ chiều lên có một người con gái thôn quê, một người con đi gái thôn quê, sớm sinh nhưng đã phải đã nhất ni tâm, sống âm thầm mồ côi cha mẹ, gặp được thầy quỷ gốc tiên sinh, một đời làm phúc cứu dân, tiên sinh truyền phép đặt tên nguyện Na Hồ. Tiếng đồn chúa bói nguyện hồ rất hay, chúa xem trong gia sư mà năm nay đông giá tín chủ, chúa chỉ ngay rõ ràng dựng lên là phải dốc lòng thành nghi. Chúa chỉ cho rõ ràng tiền hậu vận quy đến mọi đàn. Tiền hậu vận mọi sở việc trong ngoài, lầm mà lỡ chỉ cho chúa về đồng phán bảo huyền do ý. Làm lễ dâng nhang, kêu cầu khấn vái mười phương độ trì,
sự hái quả đạo tiên mang về, ngàn xanh cam quýt xung xuê. Bình an đi.
trời chu mang. Dẫu ai tâm thể bất an đi duyên ngay truyền cho sắp lễ tròn ngày y kỳ. Thỉnh mời tiên chúa chú bà đệ tam trên cung nghi quế nghe chiều đình soi cung thỉnh mời tiên chúa đệ tam quyền này cái nghi quan sức ni trang sừng trang mê căng động xa gần là xiên đũ ta tinh chúa sai bạt bạt binh hùng gần đau đâu đó dốc nghe lòng không sai chùa đi khắp bốn phương trời. Dâng nhang lễ mẫu công đồng, điều điều nhã nhạc hát ca
chú soi từ thành thì về kinh đô, soi cho năm non nữa con mùa tìm xuân nghe, sống nắng ngày sáng to xa gần đêm. Thank you.
gò đón bông hoa chào Chúa về bách điều sớm chiều ca vàng tay khơi bề bạc mấy sừng vàng đem cho trăm họ giàu sang mấy đời đời đem cho trăm họ đời đời giàu xa vào chùa hương tích nghi Phật đề ba quan âm một vì lòng mô đạo mi nhân tâm khi chùa hương tích nghi Phật định ba quán âm một đề đồng bồ đạo nghi nhân tâm
quy Phật tổ linh nghi thông nhiệm màu. Dầu ai nhang đạo thân cầu, nhang đăng phương sở sớm kia kinh thờ, phép để tiền chúa giác một kỳ đánh ra hồi bụng. Năm yếu rõ ràng, năm phương nghe, năm yếu rõ ràng, anh đinh chắc giác nghe chúa bà. Thank you.
chứng minh cho đồng ý nhỉ ơi à. Bài sai đố triệu lục cung lắng ngân lắng ái vốn dòng sơn cha tình tình mặc trúc mang giang mắng chê mắng lứa cơm nam cha vàng có kỳ sùng ngài đi tìm ý nhi à, à. Hãy chấp hoa, hãy chấp hoa đem về mì rừng bóng in hoa hai đường đỏ giữa mùa xuân nên thủy kiên đua sắp xa vật đường đi à. Tùy tiên đua sắc xa gần đào kiến thành tiểu thanh tân chơi bời hoa cẩm trướng nhà mỹ đua nở hoa mận đào rực rỡ khoe tươi ý nhị à, à. Người sơn trang hôm nay mê loạn giá giá yêu kiều xinh quá là xinh người xinh cảnh đẹp lung linh người xinh cảnh đẹp lung linh mi khác thương đi tới đi tới đâu cỏ đỏ bông hoa chào chúc về bên biển sớm chiều cá vàng tay cơi về bạc lấy sừng vàng đem cho trăm họ giàu sang đời đời Chúa đem cho trăm họ đời đời giàu sang. Người tiên nữ đang bay về bàn đến đây giáng người tiên nữ đang bay về bàn đến đây dốc cao mặt dốc băng qua đèo còn xa dốc đi dốc cao mặc dốc băng qua đèo băng qua đèo còn xa tay tiên múa lượn khúc rồng múa đứng khúc đẹp chuông múa quỳ cũng xinh bạn đến đây phong cảnh mình ưu tình ý à. Giờ mầm tình nghĩa nỗi nhịp cầu kỳ hoa nhân sông đi sao bắt đầu những ngân hà như trăm dặm tháng tám như hoa mai từ mùa xuân đi đẹp như tổ nữ trang đài kỳ hoa.
Tây phương hiện hách chuông linh nghi